Một năm của người không giống với một năm của chó. Có lẽ bạn nghĩ rằng chó giải nhanh hơn chúng ta gấp 7 lần, nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Trên thực tế, một chú chó sống được một năm sẽ tương đương với 31 tuổi. Ở tuổi này, khả năng cao nó đã có con rồi. Nhưng đến đây lại phức tạp hơn nè. 2 năm của người không đồng nghĩa với việc chú chó của bạn được 62 tuổi. Chó sẽ cần khoảng 4 năm con người nữa trước khi đến tuổi già. Chú chó 4 tuổi tương đương với 50 tuổi, nhưng chú chó 7 tuổi tương đương với 62 và chú chó 8 tuổi sẽ chỉ là 64 tuổi. Vậy, chúng già đi nhanh hơn nhưng cũng dần chậm hơn qua thời gian. Lần sau, khi bạn tổ chức sinh nhật cho người bạn thân của mình, nhớ cắm thật nhiều nến trên bánh và mua nhiều quà hơn bình thường nhé. Một quan niệm sai lầm phổ biến là chó bị mù màu. Không nha, chỉ là chúng không nhìn màu được chính xác như chúng ta thôi. Chúng gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa màu đỏ và màu xanh lá cây. Tất cả đều trông giống một màu, pha trộn giữa xám, nâu, xanh dương và cả màu vàng. Đó là vì mắt của chúng thiếu một trong ba cơ quan nhận kích thích ánh sáng cần thiết để cảm nhận màu sắc hoàn chỉnh. Bạn không thể dạy chó già các thủ thuật mới. Sai, vì đã lớn tuổi nên bạn cần kiên trì hơn khi dạy chúng, nhưng không phải là không thể. Mấu chốt ở đây là hãy tích cực nhất có thể. Nếu bạn thấy chúng không muốn học bây giờ thì cũng không sao, hãy để chúng nghỉ ngơi và sau một lúc, bạn có thể tiếp tục buổi huấn luyện. Phần thưởng vẫn phải là phần quan trọng nhất của toàn bộ thử thách. Sau khi Max thành công với việc nói, hãy thưởng loại bánh quy nó thích. Sau đó, nó sẽ nói theo lệnh mỗi khi bạn yêu cầu. Chú chó đó đeo giày kìa. Trông có vẻ không cần thiết, nhưng hôm nay nhiệt độ ngoài trời là 38 độ C. Hãy tưởng tượng bạn đi bộ chân trần trên đường nhựa trong cái nóng này mà xem. Bạn sẽ có cảm giác như đang bước trên dung nham, và chú chó của bạn cũng vậy. Một số chú chó có khả năng tốt hơn trong việc đối phó với các điều kiện thời tiết khác nhau, nhưng giày sẽ giúp bàn chân của cún không bị tổn thương. Tương tự trong mùa đông, khi trời lạnh cóng, bạn sẽ không thể đi bộ ngoài trời mà không mặc áo khoác. Vì vậy, hãy đảm bảo là cún cưng cũng ấm áp nhé! Các chú chó nhiều lông không cần được cắt tỉa lông để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Chúng có một thứ được gọi là lớp lông dưới, và mùa đông, lớp này dày lên, mang theo một lớp bảo vệ bổ sung cho cún khỏi cái lạnh. Sau đó, vào mùa xuân, chú chó của bạn sẽ rụng bớt lông. Vẫn là lớp lông dưới giúp chó cảm thấy thoải mái trong những ngày nắng nóng. Khi bạn cạo lông của chó, lớp lông mới mọc có thể bị xoăn hoặc rối vào nhau, vậy nên tốt nhất là hãy để nguyên. Bạn luôn có thể tìm thấy nhiều giải pháp khác để giúp cún được mát mẻ mà. Khi đưa cún ra ngoài, hãy để chúng ở trong bóng râm và luôn mang theo một chai nước lạnh để giúp người bạn của bạn giải khát. Ở nhà, bạn có thể lót khăn ẩm cho chúng nằm. Nếu có một khu vườn, bạn cũng có thể bật vòi phun nước để Max chạy tự do. Nó sẽ tập thể dục và vui chơi thỏa thích. Dù không phải chú chó nào cũng bơi giỏi, nhưng mọi chú chó đều yêu thích bơi lội. Nếu chú chó của bạn bơi không giỏi, thì có lẽ là do bộ ngực đô con và cái đầu lớn của nó. Trên thực tế, biết đâu nó còn không thể nổi. Hãy sắm cho cún áo bơi được thiết kế đặc biệt cho chó nhé! Một số người có thể cho rằng cửa sổ mở hé là đủ để giữ một chú chó trong xe. Điều này không đúng, vì chỉ sau vài phút ngồi trong xe hơi nóng hoặc lạnh là cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chú cún. Nếu thấy chó ở trong xe hơi, một số bang còn cho phép bạn thả chó ra để nó có thể hít thở. Nếu chú chó của bạn không thể chịu được người đưa thư thì hẳn là nó đang cố gắng để bảo vệ bạn. Nó sủa vì muốn cảnh báo bạn, thủ lĩnh đầu đàn của nó, rằng người đưa thư xấu xa đang đến. Bạn có thể khắc phục điều này bằng cách giới thiệu họ với nhau. Như vậy, chú chó của bạn sẽ coi người đưa thư là bạn chứ không phải kẻ xấu. Khác với bạn, chó không ngáp vì buồn ngủ. Ngáp là một cách để chúng thể hiện sự lo lắng. Nếu nó không thích mèo và có một con mèo ở gần, có thể nó sẽ ngáp. Hoặc có một người mới trong nhà và Max cảm thấy không thoải mái với sự có mặt của họ. Hoặc bạn đưa chú chó của mình đến buổi hẹn vui chơi nhưng chúng không hòa hợp với nhau. Max liên tục ngáp vì cậu cảm thấy buồn. Ngáp cũng là một cách để thể hiện rằng bạn đã hết kiên nhẫn. Có lẽ đã đến lúc cả hai phải rời đi rồi. Chó ăn cỏ khi chúng bị ốm nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nếu bạn nói chuyện với bạn bè quá lâu so với dự kiến và thấy cún của mình đang ăn cỏ, thì có lẽ nó chỉ đang chán như con dán mà thôi. Nhiều khi chúng làm thế để chống đối, hoặc chỉ để cho vui.
sẽ chẳng có vấn đề gì nếu cỏ không bị phun thuốc. Dù sao, cũng đừng để cún ăn quá nhiều cỏ nhé, không thì bạn sẽ phải đưa nó đến bác sĩ thú y đấy. Dù chỉ một xíu sô-cô-la cũng gây độc cho chú cún, và bạn nên cất kỹ sô-cô-la vào mọi lúc, bao gồm bột cacao và sô-cô-la làm bánh nữa đấy. Điều này cũng áp dụng cho mèo. Nếu bạn nghi ngờ rằng thú cưng của mình đã ăn một lượng sô-cô-la lớn, hãy đưa nó đến phòng thú y ngay lập tức. Những chú chó được huấn luyện tốt sẽ làm những gì chúng phải làm và tuân theo mệnh lệnh. Nhưng đừng nghĩ rằng chúng sẽ không bao giờ cắn bạn. Chó có thể bị mất kiểm soát cảm xúc. Hãy tưởng tượng chú chó của bạn đang sợ hãi. Bạn đưa nó vào một tình huống không thoải mái với nhiều gương mặt mới. Việc này đã diễn ra một lúc lâu và Max không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Rồi có một người lạ hoắc cố thỏ tay ra nựng nó và bị trừng phạt. Không thô lỗ, nhưng là do chúng bị bất ngờ. Có lẽ nó cảm thấy cần phải phòng thủ. Một nguyên nhân khác khiến nó cắn người là do suy nghĩ cần bảo vệ bạn. Hoặc biết đâu, nó cảm thấy bị ai đó hăm dọa chẳng hạn. Bạn nuôi hai chú chó và chuẩn bị trở về nhà của mình. Một con thì đang đợi bạn trên giường của nó. Nó không hề sủa ầm ĩ hay vẫy đuôi chào mừng gì hết. Con còn lại thì chạy tuốt ra cửa. Nó rên rỉ, nhảy nhót và vẫy lắc cả cơ thể trong khi chạy lòng vòng quanh bạn. Điều này không có nghĩa là nó yêu bạn nhiều hơn, mà chỉ có nghĩa rằng nó chưa được huấn luyện đúng cách. Việc vẫy đuôi không phải lúc nào cũng có nghĩa rằng chú chó của bạn đang phấn khích. Bạn có thể quan sát đuôi chó để hiểu cảm giác của nó. Nếu dựng đứng nhưng không vẫy đuôi thì nó đang cảnh giác nhưng cũng đang cố khẳng định vị trí lãnh đạo của mình. Vẫn dựng cao nhưng giờ đã cử động, nghĩa là cảm xúc đã thay đổi một chút. Nó cảnh giác nhưng vui vẻ. Nó vẫn đang cố chứng tỏ mình là sếp ở đây, nhưng ít ra bây giờ nó đang rất phấn khích. Khi đuôi quặp vào giữa hai chân, chú cún cảm thấy sợ hãi. Hoặc nếu có một con chó alpha gần đó thì nghĩa là chú cún của bạn thừa nhận sự dẫn dắt của nó. Đuôi duỗi thẳng có nghĩa là cún đang tiếp nhận thông tin mới, cảm nhận căn phòng. Tuy nhiên, nó không phản ứng mà chỉ trung lập khi làm điều này. Chó vẫy đuôi nhanh đồng nghĩa với sự phấn khích. Càng vẫy nhanh thì chúng càng thích thú. Vẫy đuôi chậm truyền tải sự bất an. Điều này có thể là do một con chó khác hoặc một người khác. Bây giờ, hãy tưởng tượng cún yêu đang lắc toàn bộ cơ thể của nó. Bạn thấy cả hông nó cũng đong đưa theo. Điều này nghĩa là nó thân thiện. Việc này có thể xảy ra khi bạn đang ở trong thang máy mà nó nhìn thấy cậu bạn thân của nó ở khu chung cư. Tệ nhất là khi chúng vẫy đuôi cực kỳ nhanh và dựng thẳng đứng. Khi đó, rất có thể chú chó của bạn đang ích kỷ với người khác. Nó cảm thấy muốn chiếm hữu bạn. Tốt nhất, bạn nên tránh khỏi những tình huống như vậy. Nếu chó vẫy đuôi sang phải, nghĩa là nó thoải mái, và vẫy đuôi sang trái đồng nghĩa với sự căng thẳng.